Trước đó vào tối ngày 4 tháng 9, thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh, long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào và năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của hai dân tộc, đồng thời thông tin tình hình hợp tác kinh tế giữa hai nước Việt Nam-Lào. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ và các địa phương của Lào đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, thương mại, du lịch. Bên cạnh đó còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ngoài ra, Hội Hữu nghị Việt Lào thành phố Cần Thơ là một trong những hội thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố được thành lập trước sớm, ngày 5 tháng 11 năm 1996. Trong hoạt động kỷ niệm 60 năm năm nay đó, thì chúng tôi tập trung cho cái công tác tuyên truyền cho các bạn đoàn viên thanh niên cũng như là các cô chú hội viên của Hội Việt Lào tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước của chúng ta, Việt Nam và Lào. Cuối năm nay thì Hội Hữu nghị Việt Lào sẽ tiếp tục tham mưu với lãnh đạo thành phố tổ chức cái hành trình hữu nghị Việt Lào để giúp cho các cô chú quân đội nhân dân Việt Nam tham gia vào các cái chiến trường xưa sẽ có cơ hội để mà quay lại cái nơi mà mình đã công tác. Tôi rất là cảm ơn đến lãnh đạo của thành phố Cần Thơ trong đã có buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Lào Việt Nam. Thành phố Cần Thơ thì vừa qua đã có đoàn đại biểu cấp cao của Lào, cũng đó có tỉnh Champasak đã đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Qua đây thì cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị toàn diện. Đây cũng là một trong những minh chứng cho tình hữu nghị. Hàng trăm sinh viên thuộc các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ rất phấn khởi khi được vinh dự có mặt tại sự kiện, đồng thời được tham quan các hình ảnh hoạt động hữu nghị giữa thành phố Cần Thơ với Lào. Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào, háo hức khi được tìm hiểu văn hóa của nước bạn. Qua buổi họp mặt này, tôi tham gia và biết thêm rất nhiều kiến thức về tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào thành phố trao biểu trưng lưu niệm cho Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó thể hiện Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng luôn giữ gìn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.